Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Thưa quý vị, chắc chắn chúng ta đều hiểu ý nghĩa và sự quan trọng của gia đình đối với xã hội. Tù thân tại gia, trị quốc bình thiên hạ. Việc nhà tuy nhỏ nhặt nhưng khi mà lo không xong thì chuyện thiên hạ đừng mong xử lý tốt. Muốn có một gia đình hạnh phúc thì lẽ tất nhiên các thành viên trong gia đình phải cùng nhau tạo phúc, làm việc thiện thì gia đạo mới thịnh vượng, cuộc sống gia đình mới êm đềm. Gia đình hạnh phúc thì có niềm hạnh phúc giống nhau, còn những gia đình bất hạnh thì sẽ có những bất hạnh khác nhau. Mỗi người trong gia đình chỉ cần làm điều ác, gieo nhân xấu thì sẽ phải nhận trái đắng, gia đạo ngày càng lụi bại và mất hết phúc đức. Ngay sau đây mời quý vị cùng Hãy Sống Khác ngày hôm nay tìm hiểu 5 việc ngu xuẩn mà nếu như quý vị muốn gia đình mình hưng thịnh, nhiều tài nhiều lộc thì nhất định phải tránh xa. Quý vị cũng đừng quên chia sẻ clip như thế ý nghĩa quý vị nhé. 5 việc ngu xuẩn khiến gia đạo lụn bại, mất hết phúc đức. Việc thứ nhất, ngoại tình. Người đàng hoàng tử tế sẽ không một chân đạp hai thuyền, phản bội lại đạo nghĩa vợ chồng. Khi ngoại tình, sớm muộn gì công danh cũng tiêu tùng. Hậu quả của ngoại tình sẽ vô cùng nặng nề. Do đó, hãy dừng lại trước bờ vực. Ngoại tình sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, gia đình ly tán, sự nghiệp lụn bại, nhân phẩm bị hủy hoại. Ngay cả khi bạn nhận được sự tha thứ của gia đình thì cũng không tránh được lời dị nghị, chê cười của người đời. Cha mẹ ngoại tình nhưng con trẻ mới là người chịu tổn thương nhất. Con lớn lên ngoài oán trách, xem thường bạn thì còn có thể rơi vào tuyệt vọng, phát triển sai lệch, thiếu nỗ lực trong cuộc sống. Người từng ngoại tình khó có cuộc sống bình yên sau này. Nếu bạn đời chấp nhận cũng không có nghĩa rằng bạn sẽ được tha thứ mà thanh thản. Bởi trong lòng người bị phản bội luôn đầy nghi ngờ và oán hận. Hơn nữa, ngoại tình sẽ khiến bạn trở thành người không được người khác tôn trọng. Vì trong mắt họ, bạn đã sống thiếu lương tri, không xứng đáng để có một gia đình hạnh phúc. Rồi chính vì sự phản bội mà phải cô độc khi về già. Dù là con cái hay người thân cũng không muốn ở bên một người từng ruồng bỏ gia đình để ngoại tình. Vì bạn đã từng khiến họ tổn thương sâu sắc nên họ cũng có quyền bỏ rơi bạn khi bạn cần họ. So với những phút giây sung sướng từ việc vụng trộm thì phần lớn thời gian bạn sẽ bị tâm thế bất an hành hạ. Những nỗi sợ sẽ dày vò bạn. Sợ bạn đời phát hiện, sợ người thân xem thường, sợ con cái không tôn trọng. Nỗi khổ này khiến người ngoại tình sống không thể thoải mái dù chỉ là một ngày. Thứ hai, gia phong bại hoại. Nếu gia phong nề nếp, dù bần cùng đến đâu cũng sẽ có cơ hội chuyển mình. Tính trăm phương ngàn kế cũng không bằng tích đức hành thiện. Đức dày sẽ đem đến cho con người những điều tử tế. Bằng không, dù dầu nứt đố đổ vách cũng sẽ hoàn tay trắng. Cổ nhân có câu, hậu đức dưỡng gia. Có nghĩa, phúc đức, gia phong chính là nền móng quyết định một gia đình hưng thịnh. Bất luận ở thời đại nào, gia phong luôn nằm vị trí số một. Không chỉ nắm vai trò then chốt với sự tồn vong gia đạo, mà còn là toàn thể xã hội. Tiền tài, danh vọng không nói lên được một gia đình hưng vượng hay không. Cha mẹ dù cho con cái núi vàng núi bạc, nhà lầu xe hơi, nhưng nếu không giáo dục, truyền cho con trí tuệ nhân sinh, cuối cùng cũng sẽ lụn bại. Bất luận ở thời đại nào, gia phong cũng đều là cái gốc quyết định sự hưng vong của một tế bào trong xã hội. Chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng nọ có đứa con rất thông minh và lanh lợi. Có một lần, đứa trẻ đó ăn trộm của hàng xóm một cây kim. Về nhà, người mẹ không những chẳng răn đe mà còn khen con. Dần dần, đứa trẻ bắt đầu ăn trộm những đồ đạc khác của hàng xóm. Người mẹ biết nhưng không ngăn cấm. Về sau, đứa trẻ đó lớn lên trở thành một kẻ trộm chuyên nghiệp, ăn trộm không biết bao nhiêu trâu bò vàng bạc. Cuối cùng cũng bị quan phủ bắt. Vì ăn trộm quá nhiều nên bị khép vào tội chết.
trước ngày xử tử, tên trộm đó cầu khẩn đao phủ: "Tôi muốn được một lần uống sữa mẹ." Vừa lúc đó, người mẹ đến tiễn biệt con nên lời khẩn cầu của tên trộm được chấp nhận. Thật không ngờ, hắn cắn đứt lìa đầu vú mẹ và nói: "Ngày con còn nhỏ, con đi ăn trộm, mẹ không ngăn cản, để bây giờ bị chặt đầu. Tất cả là do mẹ gây ra, bây giờ con vô cùng oán hận mẹ." Thứ ba, bất hòa. Gia đình chính là mái ấm, là chỗ nương thân của con người sau một ngày lao động mệt nhọc. Nếu mái ấm chỉ tồn tại những tiếng cãi vã, ngọn lửa yêu thương sẽ nguội lạnh, chẳng khác gì một cái động băng. Vừa đặt chân đến cửa đã thấy rùng mình. Theo thống kê của các nhà xã hội học, 90% những người phạm tội từ nhỏ đều sống trong những gia đình bất hòa. Một gia đình sống cùng nhau có những lúc không tránh khỏi xô xát, có va chạm, nhưng cũng cần phải có bao dung, yêu thương. Như thế gia đình mới yên ổn vui vẻ. Chúng ta chấp nhận nhường người khác không phải vì kém cỏi, không biết ăn nói, mà vì chúng ta là người thân. Đã là người nhà sẽ không có hơn thua, chỉ có bao dung mà thôi. Vậy nên dùng yêu thương, bao dung, khoan hậu đối đãi với nhau, mọi người sẽ được an ổn, yên vui. Thứ tư, khẩu nghiệp. Búa để trong miệng, sở dĩ giết người đều là do lời ác. Con người xưa nay họa phúc đều từ miệng mà ra. Nếu không biết quản cho tốt cái miệng của mình, phúc đức tích được bao nhiêu rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi. Đặc biệt, không được nói những điều sau: không nên ăn không nói có, không nên nói lời tà ác, không nên nói lời độc địa, không nên nói lời thêu dệt. Đừng nghĩ rằng tay làm việc xấu mới tạo nên nghiệp báo. Nếu không biết giữ nghiệp, khẩu nghiệp tà ngôn sẽ làm tổn hại phúc báo vô cùng. Ngôn do tâm sinh, lời nói ra thế nào thì tâm địa cũng như vậy. Miệng luôn nói lời thị phi, lời nguyền rủa, độc địa, tâm chắc chắn cũng chẳng trong sạch. Phúc khí có tích được bao nhiêu cũng sẽ khánh kiệt, thậm chí còn nhận lại báo ứng nặng nề. Hãy nhớ rằng bản thân là một trong những phong thủy quan trọng nhất tạo nên phúc khí của một gia đình. Ngôn không đẹp, tâm không sáng sẽ khiến gia đạo ngày càng lụn bại. Người có giáo dưỡng, miệng cần lưu đức, không tranh chua độc địa. Như vậy mới có thể hòa hợp nhân duyên, mang đến những nguồn năng lượng tích cực. Thứ năm, nuông chiều con cháu. Trẻ nhỏ cần được tình yêu thương của cha mẹ mới hình thành nhân cách tốt. Thế nhưng nếu nuông chiều quá mức, không cho trẻ một nỗi sợ hãi vừa đủ, cuối cùng cả gia đạo sẽ chỉ suy đồi mà thôi. Xưa nay biết bao đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều mà trở thành những con quỷ hút máu người. Nhà có giàu đến đâu, nếu có những đứa con như thế, sớm muộn cũng tán gia bại sản. Nhân sinh không có sự vất vả nào là vô nghĩa, cũng không có con đường nào đi mà phí công. Bây giờ chúng ta không để con cái chịu khổ, cuộc đời này sẽ khiến chúng phải khổ. Thực sự yêu con, hãy đừng là tấm bạt che chắn mưa gió, mà hãy giúp con dạy chúng thế nào để đối diện và khắc phục với khó khăn. Không ai sinh ra đã có một cuộc đời hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Bố mẹ cũng không thể bảo vệ con cả đời. Vì thế, hãy cứ để con chịu khổ, chúng mới có sức mạnh để đẩy lùi thử thách trong cuộc sống. Năm việc vừa nêu, nếu như quý vị muốn gia đình mình hưng thịnh, ngày càng ăn nên làm ra, sung túc, êm ấm, thì hãy tuyệt đối tránh xa. Bởi hậu họa để lại chính là gia đạo lụn bại. Dù có cố gắng cày ngày cày đêm đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bên cạnh những cách hành xử trên thì xét về mặt phong thủy, có những yếu tố cũng được coi là đại kỵ của một gia đình hưng thịnh. Yếu tố thứ nhất, không được đặt bếp quay hướng Tây Bắc. Trong luật phong thủy, chúng ta được biết có 8 phương vị bao gồm Càn, Khôn, Trấn, Ly, Khảm, Cấn,
đoài, tốn. Trong khi đó, trong mỗi gia đình, đàn ông thường là trụ cột. Theo cách tính toán của thuật phong thủy, nam giới thuộc về càn, mà càn quái đại diện cho hướng Tây Bắc. Chính vì lẽ đó, khi thiết kế bếp theo hướng này sẽ gây ra hiện tượng hỏa thiêu thiên môn, nghĩa là lửa sẽ thiêu rụi cung của chủ nhà, khiến cho sự nghiệp, hôn nhân, vận thế đều dễ tiêu tan. Yếu tố thứ hai, không đặt gương đối diện giường ngủ. Giường là nơi vợ chồng đầu gối tay ấp, và từ xưa đến nay, việc đặt gương chiếu thẳng vào giường là điều đại kỵ. Ngoài ra, xét về mặt trực quan, ánh sáng phản chiếu từ gương sẽ làm hỏng những cuộc vui của hai vợ chồng. Theo quan niệm của phong thủy, làm như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự chung thủy của vợ hoặc chồng. Tai hại hơn, có thể sẽ có kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc sống của hai người, phá hoại hạnh phúc hôn nhân. Yếu tố thứ ba, kê giường sai cách. Về mặt khoa học, bạn thử nghĩ xem, giấc ngủ cần sự thoải mái, nhưng lúc nào bạn cũng có cảm giác bức tường ngay cạnh làm giấc ngủ của bạn không sâu, dễ gây bóng đè, ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc. Bạn đừng nghĩ phòng ngủ thì muốn kê giường sao cũng được. Vị trí của giường ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cá nhân cũng như công việc của bạn. Ví dụ, bạn kê giường sát chân tường là một sai lầm trong phong thủy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ trong gia đình bạn. Bản thân bạn hay nổi cáu, dễ gây xung đột với người trong nhà và khó có thể làm giàu được. Yếu tố thứ tư, đặt bàn thờ sai vị trí. Đây có lẽ là sai lầm quan trọng nhất. Bàn thờ thần tài, thổ địa rất quan trọng, là nơi tâm linh cầu tài cầu vận, giúp cuộc sống gia đình bạn được sung túc. Nhưng bàn thờ thần tài đặt sai vị trí hoặc sai hướng sẽ bít cửa tiền tài vào nhà bạn. Ví dụ, đặt bàn thờ thần tài sau ghế salon. Đây là việc nhiều gia đình mắc phải. Khi ngồi xuống ghế salon, nhìn xuống dưới mới thấy bàn thần tài, cho thấy bạn có thờ nhưng không có trọng. Bàn thờ thần tài phải được đặt đối diện với cửa ra vào, nhìn ra cửa chính, thoáng mát và không có vật gì che cản.